lộ đoạn chat nạn nhân của app EasyTour mắng người vì nhận được lời khuyên ngừng đầu tư. Em ở đấy nói nhảm còn chị ngồi đếm tiền. Mới đây, nhiều nhà đầu tư bỏ tiền vào ứng dụng app EasyTour theo lời mời gọi của một số đối tượng cho biết các hội nhóm liên quan đến app mà họ tham gia trên nền tảng mạng xã hội Zalo đã bất ngờ bị giải tán. Không chỉ vậy, website app cũng như ứng dụng với tên EasyTour Việt Nam cũng hoàn toàn biến mất. Điều này đã khiến các nhà đầu tư không khỏi hoang mang lo lắng vì không biết làm cách nào để có thể lấy lại số tiền bản thân đã đầu tư. Theo chia sẻ, số tiền đầu tư gửi vào đều từ vài triệu cho đến trăm triệu và thậm chí là cả tỷ đồng. Trước lời dụ dỗ đầu tư với số tiền lãi cao trước đó của các đối tượng, nhiều người thậm chí đã một mực nghe theo bất chấp những cảnh báo lừa đảo. Chị KV trong một hội nhóm liên quan đến việc đầu tư EasyTour tại Bình Dương, chị cho biết do nhận ra những dấu hiệu lừa đảo bất thường nên chị đã nhắn tin khuyên can một nhà đầu tư cùng rút vốn, nhưng người này không những không nghe theo mà còn dùng những lời lẽ khá gay gắt để xúc phạm chị. Như những đoạn tin nhắn chị KV chia sẻ, có thể thấy nhà đầu tư này khá tự tin vào khả năng sinh lời nhanh của app. Khi nhận được lời khuyên can, người này lập tức cho là nói nhảm và không có hiểu biết. Em ở đấy nói nhảm còn chị thì ngồi đếm tiền. Trước đó, những bài đăng về việc lãi suất cao lên đến 50% và cam kết không lừa đảo đã đánh vào lòng tham cũng như lòng tin của không ít người, không chỉ tập trung ở một địa phương mà có rất nhiều hội nhóm được thành lập ở nhiều nơi trên cả nước. Thậm chí theo một số bài đăng, app EasyTour này còn có văn phòng đại diện ở Hà Nội cũng như số điện thoại liên hệ với những người như trợ lý văn phòng, giám đốc văn phòng khá rõ ràng. Tuy nhiên, khi nhấc máy gọi theo số điện thoại này thì đều không liên lạc được.